Bất cứ khi nào bạn gặp phải những tình huống khó khăn trong cuộc sống, hãy nhớ đến viễn cảnh về cái chết và những bi kịch lớn khác có thể và thực sự đã xảy ra với con người. Bạn sẽ thấy rằng so với cái chết, không có điều gì bạn phải đối mặt trong cuộc sống đủ quan trọng để phải lo lắng. Nếu bạn quyết định sống theo những nguyên tắc cao cả, hãy sẵn sàng để người khác cười nhạo. Bạn có thể nghe thấy những lời nhận xét đầy ác ý: "Ồ, triết gia đến rồi." Hoặc: "Tại sao bạn lại kiêu ngạo đến như vậy?" Chỉ cần bỏ qua những lời bình luận như vậy, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn không trở nên kiêu căng. Nếu bạn tuân thủ các nguyên tắc của mình, những người chế giễu bạn cuối cùng cũng sẽ nghĩ khác và thậm chí có thể ngưỡng mộ bạn. Tuy nhiên, nếu bạn để người khác tác động khiến bạn từ bỏ những gì bạn đã bắt đầu, bạn sẽ bị chế giễu hai lần. Thứ nhất, vì đã tuân theo những nguyên tắc này, và thứ hai, vì đã từ bỏ chúng.